Xin chào các bạn, mình tên là Mỹ, mình đến từ Cửa Lò, Nghệ An. Và hôm nay thì mình đã đi phỏng vấn. Trong quá trình làm hồ sơ thì mình làm với chị Nhi, trung học Tân Đại Dương. Thì mình thấy thì các chị rất là nhiệt tình với mình. Các câu hỏi nếu mà mình thắc mắc về câu hỏi hoặc là trong cái vấn đề hồ sơ của mình có thắc mắc gì thì các chị sẽ tư vấn cho mình rất là tận tình. Trước khi làm hồ sơ ấy thì mình rất là hoang mang, bởi vì mình nghĩ nó không biết nó như thế nào, nó sẽ những bao gồm những cái hồ sơ gì. Nhưng mà lúc mà đến với Tân Đại Dương ấy thì mình cảm thấy đỡ lo hơn một tí. Và lúc mà các chị hướng dẫn cho mình làm hồ sơ từng cái một thì mình cảm thấy nó dễ hơn, và có sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị nên là mình rất là tự tin lúc vào phỏng vấn. Thế bây giờ thì mình cảm thấy rất là vui, và các bạn hãy đến với Tân Đại Dương, các chị sẽ đem lại cái nguồn cảm hứng cho các bạn, để các bạn có thể phỏng vấn, có một cuộc phỏng vấn tốt và đậu ngay từ lần đầu tiên. Lúc sang Mỹ thì tớ sẽ chọn bang Texas, bởi vì Texas là một bang có một bang Texas là một bang có một hệ thống giáo dục phát triển, và có tôi mình thấy thì cái trường đại học Houston là một trường rất tốt, nó sẽ giúp ích cho tôi trong quá trình học tập, và sang đó thì tôi sẽ học kế thạc sĩ về chuyên ngành kế toán, và trường này thì có một đội ngũ kế toán giỏi nhất thành phố của Houston và giỏi nhất thành bang Texas. Chính vì vậy mà tôi sẽ chọn cái bang Texas này để học, và chọn trường Houston để học. Mình chúc các bạn trong khóa sau các bạn sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu của mình và đậu phỏng vấn từ ngay từ lần đầu tiên ạ.